chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta lại gặp nhau và mình sẽ cùng các bạn đi vào tìm hiểu bài 8 sang. Và đây được coi là một bài rất quan trọng trong Cai Kaike. Vậy thì vì sao nó quan trọng? Bởi vì mục đích chính của Cai Kaike đó là tạo ra cái bảng báo cáo tài chính và tiếng Nhật gọi là Zai Mu Shohyo. Và nhìn vào cái bảng báo cáo tài chính này thì người ta có thể nắm được tình hình tài chính cũng như là kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp trong cái niên độ đó còn nếu mà bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn về cách đọc cũng như là phân tích báo cáo tài chính của một doanh nghiệp nào đó ấy thì các bạn hãy truy cập vào kênh nhật bản đầu tư chứng khoán và mình có để cái link của cái kênh này ở dưới phần uh, mô tả của video nhé các bạn nhé ở kênh này thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn và cùng các bạn đi tìm hiểu sâu sắc hơn về cái vấn đề tài chính <laughs> wow. chúng ta quay trở lại chủ đề chính thì như các bạn biết rồi boki sang q nó bao gồm có tất cả là ba câu và tổng số điểm của ba câu là 100 điểm đúng không ạ? Vậy thì các bạn chỉ cần lấy được 70 điểm là các bạn đã đỗ được bộ kỳ sang kiêu rồi. Và cấu trúc của đề thi thì không phải năm nào cũng 100% giống nhau. Nhưng hầu hết là họ có cái xu hướng ra đề cho cô 3 vào phần kết sang. Chính vì vậy nên các bạn hãy cố gắng xem đến hết video và lụng về cho mình tối đa 35 điểm ha. Trước khi vào nội dung chính thì như thường lệ bạn nào mà chưa nhấn nút đăng ký thì hãy nhấn nút đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Nếu mình thấy kênh của mình được nhiều bạn ủng hộ thì mình sẽ có động lực và làm video hướng dẫn lên bố Q Và không làm mất thời gian của các bạn nữa chúng ta bắt đầu vào nội dung chính của bài ngày hôm nay, bài 8 kết sang. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu kết sang là gì? Vậy thì kết sang, tiếng Việt còn được gọi là quyết toán, nó chỉ diễn ra một năm một lần vào kỳ mặt sự tức là kỳ cuối đấy. Cụ thể nó là cái việc kiểm tra tập hợp lại toàn bộ các cái giao dịch đã được ghi vào sổ cái, ở đây người ta gọi là sokanjo motocho. Sau đó người ta sẽ khóa sổ và lập nên cái bảng báo cáo tài chính. Và ở đây thì chúng ta có hai cái bảng đó là so -k -k sang sổ -so và taisaku -tai hiêu Thì toàn bộ cái chuỗi công việc này người ta gọi đó là cái sang đối với bookie sang kiều thì các bạn chỉ cần hiểu cho mình như thế là được rồi nhé. Còn nếu mà để nói đúng đầy đủ ra hơn một xíu ấy thì kết sang nó còn để quyết toán cái thuế phải đóng của một doanh nghiệp trong cái niên độ đó và cái bảng báo cáo tài chính thì người ta còn có thêm các cái bảng ví dụ như là báo cáo lưu chuyển dòng tiền này hay là báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu của cổ đông này. thì những cái này các bạn sẽ được tìm hiểu ở bộ kỳ ni -kêu và IQ nhé. và để các bạn dễ hình dung về các bước để đi đến kết sang thì mình có cái sơ đồ sau đây. Đầu tiên khi phát sinh một cái giao dịch ở đây người ta gọi là torihiki thì đầu tiên các bạn sẽ shiwake và sau đó chúng ta sẽ ghi nó vào trong cái shiwakecho và từ shiwakecho thì các bạn sẽ lập lên cái sokanjo moto motocho ở đây người ta viết tắt là motocho. Và ba cái bước này người ta gọi là kichino tetsuzuki. Nếu mà bạn nào quên ba cái bước này thì các bạn mở lại video xem từ bài 1 đến bài 7 nhá. <laughs> Bước tiếp theo là họ sẽ lập cái bảng si sang hiệu. Ở đây người ta gọi là kết sang hiệu Ở đây thì các bạn chỉ cần nghe mình giới thiệu qua thôi nha Lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể trong từng ví dụ sau Tiếp theo là họ sẽ bắt đầu cái công việc đó là khóa sổ và cụ thể ở đây là Motocho no Shimekiri, Shuakecho no Shimekiri và Kurikoshi Shisan no sakuse Và ba cái bước này người ta gọi đó là Kesan Hon Tetsuzuki. Và cuối cùng là đi đến cái mục đích tạo ra cái bảng báo cáo tài chính Sông Ikike và Tai Vậy thì ba cái bước này người ta gọi đó là Kết Sang Hong Và nó được thể hiện tổng quát qua cái bảng Se Sang Và cụ thể là như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu vào từng phần Phần thứ nhất chúng ta sẽ tìm hiểu về Se Sang Vậy thì Se Sang nó có 3 dạng Dạng thứ nhất đó là Goke Se Sang và các bảng này nó được lập lên bằng cách đó là tính tổng phía bên kashikata và karikata của mỗi kanjo cái bảng này thì nó có hình như phía ở bên tay phải các bạn nhé nó bao gồm có phía bên trái karikata phía bên phải kashikata và ở giữa là kanjo kamoku và cái dạng thứ hai đó là zandaka shisangio và các bảng này nó được lập bằng cách đó là thu thập các cái số dư của các cái kanjo còn cấu tạo của các bạn này thì nó cũng giống với các bạn Goke Hill Đó là có hai vế, Karikata, Kashikata và ở giữa là Kanjo Kamoku Chúng ta sang dạng thứ ba đó là Goke Zandaka Hill Thì các bạn này nó là tổng hợp của một Goke Hill và bảng hai Zandaka Hill Và cấu tạo của các bạn thì nó như thế này các bạn nhé Tức là nó có thêm một cột Zandaka ở hai vế, Karikata và Kashikata rồi và để dễ hình dung thì chúng ta cùng nhau đi vào từng ví dụ một nhé. Ví dụ thứ nhất chúng ta có như sau. Ở ví dụ này thì người ta đã cho các bạn các cái dữ liệu về Motocho và yêu cầu các bạn lập lên các bạn Goke Zandaka hiểu đúng không ạ? Bài này thì nó rất là đơn giản, không có gì khó đâu các bạn nhé. Chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên là cái bảng Goke Zandaka Shisan nó có hình dáng như thế này các bạn nhé. Nhìn vào cái bảng này thì chúng ta có thể thấy được mục đích của cái bảng si sang hiệu đó chính là liệt kê số dư còn lại của các kanjo kamoku đã được ghi chép vào trong sổ cái. Và trong tiếng Nhật thì họ gọi là so kanjo -moto đó. Và sau đây chúng ta sẽ đi vào giải quyết từng cái kanjo một. Thứ nhất đó là Genkin. Đầu tiên chúng ta sẽ cộng tổng phía bên karikata của Genkin tức là tổng phía bên tay trái. Chúng ta có 35 man cộng 10 man cộng 1 man bằng 46 man. Vậy thì mình sẽ ghi 46 man này vào hàng của Genkin, và vì nó nằm phía bên Karikata cho nên mình cũng ghi vào phía bên Karikata của cái bảng Sisanhiyo. Tiếp theo là chúng ta sẽ cộng tổng phía bên phải của Genkin, tức là phía bên Kashikata và chúng ta có tổng là 23 man 5 sen. Và tương tự như vậy thì chúng ta cũng sẽ ghi nó vào dãy của Genkin và phía bên tay phải của Jandaka Sisanhiyo. Và đương nhiên rồi để tính số dư thì các bạn sẽ lấy số lớn trừ đi số nhỏ Ở đây tức là 46 man trừ đi 23 man 5 sen Chúng ta được 22 man 5 sen Ở đây thì các bạn lưu ý là cái số dư còn lại chúng ta sẽ ghi nó ở phần phía bên số bị trừ Tức là cái số lớn hơn á Chúng ta sẽ sang cái căn dơ tiếp theo đó là Uri King. Các bạn cũng làm tương tự như đối với Genkin Thì đầu tiên chúng ta cũng cộng tổng cái phía bên tạo của 売り掛け金. Ở đây chúng ta có tổng bằng 20 man và chúng ta sẽ ghi phía bên tay trái của các bạn Shi sang hi. Và phía bên tay phải tức là tạo thì các bạn thấy chỉ có 10 man thôi đúng không ạ? Thì chúng ta ghi 10 man vào phía bên tay phải. Tiếp theo là chúng ta sẽ lấy số lớn trừ đi số nhỏ và ra cái phần số dư là 10 man thì chúng ta sẽ ghi nó vào phía bên tạo tức là số bị trừ. Và chúng ta sang cái căn rồi tiếp theo đó là sho Chúng ta có tổng karikata của số hình ở đây là 34 man Và tổng phía bên tạo ở đây là 14 man 5 sen Sau đó chúng ta trừ đi và số dư còn lại ở đây là 19 man 5 sen Vậy thì các bạn sẽ thực hiện tương tự đối với các con còn lại giúp mình nhé Sau khi mà thực hiện tương tự như vậy thì chúng ta sẽ được cái bảng Goke Zanakashi Sang hiểu hoàn chỉnh như sau ở đây thì các bạn chú ý là hai cái tổng màu xanh và màu vàng ở hai vế nó luôn luôn phải bằng nhau nhé. Bởi vì là như các bạn biết rồi, trong một siêu kê thì kashikata luôn bằng karikata. Thì trong cái bảng này nó cũng tương tự như vậy, nó cũng có hai vế luôn luôn bằng nhau. Nên các bạn chú ý nhé vào đây thì còn có một cái điểm chú ý nữa đó là chúng ta cùng nhau kiểm tra lại cái bản thay chắc thay show hiệu và cái bản sông ekike sang Thì chúng ta thấy là cái vế bên, bên trái của nó bao gồm có si sang và hiệu đúng không ạ Vậy thì tương tự như vậy trong cái bản goke zandaka si sang thì chúng ta thấy là Cái zandaka của genkin, urika genkin, bì hình và show hình Nó tức là phần si sang nó cũng nằm ở phía bên tay trái Và tương tự như vậy thì phần hiệu nó cũng nằm ở phía bên tay trái đúng với cái vị trí của nó đứng ở trong cái bản sông ekike sang tương tự như vậy thì các bạn nhìn sang về bên phải của các bạn show Showiyo chúng ta sẽ thấy nó bao gồm có Furusai, sang đúng không ạ và về bên phải của sông Akike sang thì bao gồm có Uriya Gedaka hay nói cái khác là Shueki vậy thì cái cột Zandaka bên phía Kashikata của các bạn Goke Zandakasisanghiyo nó cũng có bố cục y hệt như vậy chúng ta cũng có Kai Kakeken, tức là phần Furusai nằm phía bên phải và Shihongken tức là Jin Si cũng nằm phía bên phải và cuối cùng đó là So Hing Bai Bai Eki đây tức là phần Siu Eki như vậy là ngoài cái cách nhớ là các bạn sẽ ghi cái cột gian và phía bên cái số bị trừ thì các bạn còn có một cách nhớ khác đó là chúng ta sẽ ghi cái cột gian giống như cái bảng thay chắc thay Show Hiu và cái bạn Song Eki sang sổ được chưa nhỉ vậy thì chúng ta sẽ vận dụng cái kiến thức này để làm cái ví dụ tiếp theo ví dụ 2 ở ví dụ này thì người ta đã cho bạn dữ liệu về cái Zandaka uh, Sisang Hill Nhưng mà các bạn này các bạn nhìn thấy nó bị sai đúng không nhỉ? Bởi vì hai vế của nó không bằng nhau Một vế Karikata của nó bằng 55 man 3 sen và một vế Kashikata là bằng 48 man 5 sen Vậy thì nhiệm vụ của các bạn đó là đầu tiên Hãy sắp xếp các cái vị trí của cái Kanjo Kamoku theo thứ tự Sisang, Fusai, Sihong, Shiriki và cuối cùng là Kio sau đó thì các bạn hãy đổi vị trí của Karikata và Kashikata làm sao để cho hai cái vế này nó bằng nhau nhé. Vậy thì các bạn hãy giải bài tập này trong ít phút và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm đáp án. Và sau đây là đáp án của ví dụ 2. Đầu tiên là chúng ta sẽ sắp xếp các cái kanjo cụ theo thứ tự Shisang, Shi Shihong, Shireki và cuối cùng là Hiyo. Vậy thì đầu tiên xin sang chúng ta có Genkin, Fusiokin, Urikagekin, Shohin và Bihin. Tiếp theo phần phía sai chúng ta có Kaikagekin, Karirekin. Và cuối cùng đó là Shihonkin, đóng vai trò là Jin sang trong các bạn thai thay thai Shohyo. Tiếp theo là phần Shueki thì chúng ta có ở đây là Shohin, Baibayeki và Uketori, Tesirio. Và cuối cùng là phần hiyo hay còn gọi là phí phát sinh. Ở đây chúng ta có kyuryo, shomohin hi và shiharai di Và tiếp theo đó là chúng ta sẽ thay đổi vị trí của karikata và kashikata làm sao cho hai cái vế của nó bằng nhau đúng nhỉ? Vậy thì ở đây chúng ta có cái phần si sang nó luôn luôn nằm ở phía bên tay trái của các bạn thay cho ta show chính vì vậy cho nên phần game king king show và bì hình nó sẽ nằm ở phía bên tay trái tức là phía bên karikata tiếp theo là chúng ta có phần phước sai bao gồm có kai kage King và kade cái này nó sẽ nằm ở phía bên tay phải của các bạn tay chak tay hiệu cũng giống như vậy cái si hong tức là duyên si sang cũng sẽ nằm phía bên tay phải của các bạn tai chak tay cho nên chúng ta ghi nó vào phía bên tay phải của cái zandaka si sang này tiếp theo đó là các cái kanjo kamoku nằm trong cái bảng sông ekike -so. thì chúng ta ở đây chúng ta có cái phần shiweki tức là shohin hin bay -ba -e này ok tôi đi nó nằm ở phần siriuki tức là nằm ở phía bên tay phải chính vì vậy cho nên chúng ta cũng ghi nó vào phía bên tay phải tức là karikata của các bạn jandakasihanghiro và cuối cùng đó là kio cái phần phí phát sinh thì trong cái bản song ekike sangsho nó luôn luôn nằm ở phía bên tay trái cho nên ở đây chúng ta cũng ghi vào phía bên tay trái karikata của các bạn jandakasihanghiro và bước cuối cùng đó là chúng ta đi kiểm tra cái tổng của hai vé karikata và kashikata xem nó đã bằng nhau chưa và ở đây thì các bạn thấy là cả hai vé nó đã khớp với nhau, được chưa nhỉ? Như vậy là mình đã vừa hướng dẫn các bạn xong phần si sang hiêu. Và tiếp sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần tiếp theo trong cái chuỗi kết sang, đó là chobo shimekiri. Thì ở đây các bạn lưu ý là cái cách mà người ta chobo no shimekiri hay tiếng Việt còn gọi là khóa sổ ấy, đối với những cái kanjo kamoku thuộc cái bảng thai sắc thai sô hiểu và những cái kanjo kamoku thuộc bảng sông eki kê sang sổ -so này nó khác nhau nhé các bạn nhé và cái điểm khác nhau của nó cụ thể như sau Đối với thay Sức Thái Bao gồm có Si Sang, Sai và Si Hồng Thì họ sẽ khóa sổ trực tiếp trên sổ cái Tức là tiếng Nhật họ gọi là Sô Kanjo Motocho Và họ viết tắt là Motocho đó các bạn nhé Còn đối với các cái khoản mục thuộc Cái bảng Sông Ekike sang sổ Thì họ còn qua một bước nữa Đó là họ sẽ chuyển đổi Sang cái -e Kanjo Kamoku đó là Sông Eki Và sau đó thì họ mới trực tiếp Khóa sổ trên cái bảng sổ cái Tức là như thế nào thì xin mời các bạn sang phần ví dụ Ở ví dụ 3 này thì các bạn thấy là người ta đã cho các bạn các cái dữ liệu về phần Motocho Và họ yêu cầu chúng ta là khóa các cái Kanjo này lại đúng nhỉ Và lưu ý là ở đây người ta có yêu cầu chúng ta là Kaishikini koto. Tức là chúng ta sẽ ghi số dư của các cái Kanjo này vào đầu kỳ tiếp theo Và khi mà làm bài tập đến phần này mình sẽ nhắc lại sau ở đây thì các bạn thấy có các cái con thuộc bảng thai sắc thai số hiệu và các cái con thuộc bảng song ekike kê sang số đúng không ạ? Vậy thì để cho các bạn dễ hiểu ấy, thì mình sẽ đi khóa các cái con thuộc cái bảng song ekike kê sang số trước nha các bạn nhé vậy thì ở cái slide độ trước mình đã có giới thiệu với các bạn rồi trước khi mà họ tiến hành chōboshi đối với các căn thuộc bảng sumekike sang sổ thì họ còn qua một bước đó là chuyển đổi các cái tài khoản thuộc cái bảng sumekike sang số sang một cái căn mới đó là sumeki vậy thì chúng ta sẽ chuyển đổi các khoản mục thuộc phần Shueki trước nhé Chúng ta sẽ thực hiện như sau. Các bạn thấy là phần suiki thì chúng ta có hai cái kanjo cự đó là Shohin bye bye ki và uketori đúng không ạ? Và hai cái kanjo cự này nó đứng ở phía bên tay phải của các bạn cây sang số đúng không ạ? Vậy thì khi mà được chuyển sang cái kanjo đó là sōeki thì cái vị trí của nó sẽ chuyển sang phía bên tay trái và thay thế cái vị trí của nó lúc này là sōeki. Tiếp theo là chúng ta luôn có cái quy luật Karikata bằng Kashikata Cho nên ở đây Songiki sẽ bằng 16 man 3 sen Vậy thì tương tự chúng ta cũng sẽ làm đối với phần của Hiyo Tức là chi phí phát sinh Và như các bạn biết rồi Các cái khoản mục thuộc phần Hiyo Nó sẽ nằm ở phía bên tay trái của cái bạn Songiki cây sang sổ đúng không ạ Vậy thì khi mà các cái khoản mục thuộc phần Hiyo này Nó được chuyển sang cái Kanjo Kamoku đó là Songiki thì lúc này cái sông Eki này nó sẽ thay thế vị trí cho Hio và nằm phía bên tay trái. Còn các cái khoản mục thuộc phần Hio sẽ được chuyển đổi sang nằm ở phía bên tay phải, tức là phía bên Kashikata. Và chúng ta luôn luôn có Karikata bằng Kashikata, cho nên ở đây sông Eki nó chính bằng 10 man. Cuối cùng đó là người ta sẽ chuyển đổi cái lợi nhuận, tức là Toki Jindeki sang phần vốn là Shihonking. Và ở đây thì chúng ta thấy là cái phần Shueki là 16 man 3 sen, và phần hiyo tổng cộng là 10 man. Chính vì vậy cho nên cái phần toki jin de ở đây nó chính bằng 6 man 3 sen. Và chúng ta được cái shiwake như ở bên dưới. Thứ nhất phần karikata đó là sông 6 man 3 sen và nó được chuyển đổi sang cho shihon kinh và kinh gang cũng là 6 man 3 sen. Thì ba cái shiwake i ro ha này người ta gọi nó là kết sang shiwake. Các bạn lưu ý là ở đầu đề người ta cho cái kết sambi đó là ngày 31 tháng 12. Cho nên ở đây mình cũng ghi Hizuke là ngày 31 tháng 12 nhé. Như vậy là chúng ta đã vừa thực hiện xong bước 1, Songiki Kanjo no Furikai hay là cách khác là Kesan Shiwake và chúng ta được ba cái Shiwake ở phía bên tay phải đúng không ạ? Vậy thì sau đây chúng ta sẽ vào yêu cầu chính của bài đó là Motocho no Shimekiri Tức là chúng ta sẽ tổng kết và khóa các cái Kanjo cự lại đúng không ạ? Thì cái công việc này nó giống hệt với cái bài 6 Tức là bài tiên kỳ Nếu mà bạn nào quên thì mở lại bài 6 xem giúp mình nhá Đầu tiên là mình sẽ khóa cái cang show hình bye bye kỳ trước Và sau đó các bạn cứ làm tương tự như vậy ha Đầu tiên là chúng ta có tên của cái cang mà chúng ta đang đi nó Ở phần trên cùng Bước tiếp theo là chúng ta xác định cái vị trí của cái show hình bye bye eki trong cái shiwake nó nằm ở phía bên tay trái tức là karikata đúng không ạ? Vậy thì khi mà chúng ta tên khi nó chúng ta cũng ghi vào phía bên tay trái Đầu tiên chúng ta có hisuke ở đây là ngày 31 tháng 12 Và sau đó chúng ta sẽ ghi cái kanjo đối xứng với cái show hình bye bye Ở đây là sông eki Tiếp theo là cái kinh gác cự ở đây Chính là kinh gác cự của show hình bye bye Cái này thì mình đã giải thích rất rõ ở bài 6 rồi và như các bạn thấy thì show hình bye bye khi nó chỉ xuất hiện trong một cái show đầu tiên thôi. Như những bài trước thì đến đây là công việc của chúng ta đã hoàn tất. Nhưng do bài hôm nay đó là Shimekiri cho nên chúng ta sẽ ghi thêm cái kinh các cự đó là 12 ma 5 sen để chúng ta cân bằng hai vé Kashikata và Karikata. Và đây được gọi là Shimekiri. Tương tự thì chúng ta cũng làm đối với Uketori tesiryo. Nó chỉ khác nhau ở cái là kinh các cự ở đây là 3 ma 8 sen thôi các bạn nhé. Các bạn thấy là gì ạ? Cái Uketori Tesirio này nó nằm ở phía bên Karikata Chính vì vậy cho nên chúng ta sẽ ghi cái Kanjo Kamoku đối xứng với nó Và phía bên Karikata Và cái Kanjo Kamoku đối xứng với Uketori Tesirio ở đây là Songeki Vậy thì các bạn hãy làm tương tự đối với các cái kanjo còn lại như là Kyudio, Chushinhi, Shiharai đi Shiharai Dishoku. Và kết quả là chúng ta được cái bảng như thế này đúng không ạ? Vậy thì cái kanjo còn lại đó là songeki thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta thấy là đối xứng với cái songeki này thì có rất là nhiều các cái kanjo kamoku đúng không ạ? Do vậy là nhiều bạn sẽ nghĩ ngay tới cái kanjo đó là sục chi Nhưng mà trong trường hợp này thì người ta lại không dùng sục chi Mà thay thế vào đó người ta sẽ liệt kê cụ thể các cái kanjo kamoku của nó ra và ở đây thì chúng ta thấy cái sông Eki ở phần bên Karikata. Cái kanjo kamoku đối xứng với nó đó là kirio sinh hi, shiharai Serai shiharai sọc cựu vào cuối cùng đó là Shiokin. Tương tự như vậy thì chúng ta cũng sẽ ghi vào phía bên Kashikata. Cái kanjo kamoku đối xứng với sông Eki ở đây chúng ta có là Shohin Baibai Eki -bai và Uketori Tetsudio. Và dòng cuối cùng người ta ghi tổng của hai vé ở đây chúng ta có là 16 man 3 sen và tổng hai vé này nó bằng nhau. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong cái bước đó là Chobo Shimekiri của Somiki Keishangso. Và tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần Shimekiri của Thai Shak Thai Và đây chính là các cái kanjo thuộc bảng Thai Shak Thai đúng không ạ? Vậy thì sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi Shimekiri cho từng cái kanjo một nhé. Vậy thì đầu tiên là Genkin, Các bạn nhìn cái motocho của Genkin, Chúng ta thấy là phía Karikata của 48 ma đúng không ạ? Vậy thì khi mà chúng ta shimekiri, của chúng ta cũng ghi 48 man này vào phía bên Karikata. Tiếp theo là phần Kashikata có 32 man, nên chúng ta cũng ghi tương tự như thế vào phía bên Kashikata của Genkin. Và mình cũng đã vừa giải thích rồi, đó là khi mà chúng ta Shimekiri thì chúng ta phải cân bằng hai vế Karikata và Kashikata đúng không ạ? Vậy thì ở đây chúng ta thêm 16 man vào phía bên Kashikata để hai vế nó cân bằng với nhau. Và 16 man này chính là số dư, tiếng Nhật người ta gọi là Zandaka của Genkin tại cái thời điểm cuối kỳ của niên độ này. Và cái số dư này nó sẽ được chuyển tiếp sang kỳ sau, tức là kỳ tới đó. Do vậy ở đây người ta sẽ ghi là Jiki và ngày tháng chính là ngày 31 tháng 12, tức là cái Sambi. Sau đó chúng ta cộng tổng hai vé Karikata và Kashikata. Ở đây chúng ta có là bằng 48 man. Các bạn có nhớ là đầu bài người ta có yêu cầu các bạn đó là Kaishiki Niu Mosuru đúng không ạ? tức là chúng ta phải ghi số dư còn lại ở kỳ trước vào đầu kỳ sau. Và ở đây số dư của Genkin là 16 man, cho nên chúng ta sẽ ghi 16 man vào phía bên Karikata, tức là phần xi sang. Sau đó chúng ta sẽ ghi genki kurikoshi. Và ngày tháng chúng ta ghi là ngày 1 tháng 1, tức là tại cái thời điểm bắt đầu một kỳ mới. Như vậy là chúng ta đã vừa thực hiện xong cái công việc đó là no Shimekiri đối với cái căng game Genkin và tương tự như vậy thì chúng ta sẽ sang phần của Kai Kakyō đầu tiên là chúng ta cũng sao chép lần lượt hai vé Kashikata và Karikata của Kai Kakyō các bạn thấy là ở đây Karikata là 50 man đúng không ạ và tiếp theo Kashikata ở đây là 70 man và để cân bằng hai vé thì chúng ta sẽ thêm 20 man ở phía bên Karikata và 20 man này được gọi là Zandaka của Kai Kakyō tại cái thời điểm cuối kỳ của niên độ và cái phần dư này hay nói cách khác là phần ca này nó sẽ được chuyển đến cái kỳ tiếp theo Thì giống như Gen kinh người ta cũng ghi đây là Jiki Kurikoshi Và cái Hizuke chính là ngày 31 tháng 12 tức là cái Sambi Sau đó người ta sẽ tiến hành cộng tổng hai vé Ở đây thì các bạn thấy hai vé nó đã bằng nhau đó là bằng 70 man và cuối cùng là chúng ta sẽ ghi cái gian đa ca của Kai ca ở đây là 20 man vào cái đầu kỳ niên độ mới của nó và như ở phần nghiên kinh thì mình đã có giải thích rồi. Do kết sàng là ngày 31 tháng 12 cho nên đầu kỳ niên độ mới sẽ là ngày mùng 1 tháng 1. Ở đây thì các bạn thấy là cái genki kurikoshi của genkin và kai nó đối ngược với nhau. Hay nói cách khác là genki kurikoshi của genkin tức là phần thuộc xương sẽ nằm ở phía bên Karikata Còn genki kurikoshi của kai tức là phần thuộc phù sai sẽ nằm ở phía bên kashikata đúng với cái vị trí của nó đứng trong cái bảng thai chak tai Vậy thì các bạn hãy vận dụng và làm tương tự đối với các cái Kanjou như là futoyokin, urikageken, shouhin, bihin và karideken. Và sau khi mà các bạn làm tương tự như vậy thì chúng ta sẽ được cái kết quả như thế này đúng không ạ? Vậy thì cái Kanjou duy nhất còn lại đó chính là kinh thì chúng ta sẽ làm như sau. Trước hết là các bạn nhớ lại cái siêu chúng ta đã làm đối với các các căn thuộc cái bảng sông sang sổ và chúng ta thấy là si hông kinh nó có xuất hiện một lần ở cái siêu cuối đúng không ạ? Vậy thì chúng ta cũng sẽ dùng cái siêu này để shimekiri cho si hông kinh. Đầu tiên là từ cái mô của si kinh thì chúng ta thấy là kashikata của nó có 70 man cho nên chúng ta cũng ghi tương tự 70 man xuống phần kashikata. Và mình chú thích thêm 70 man này nó chính là kishu shi hay nói cách khác là vốn tại cái thời điểm đầu kỳ của niên độ. Tiếp theo là chúng ta xét đến cái Shiokken được chuyển đổi từ Someiki sang sihon. Ở cái Shiokken này thì chúng ta nhìn thấy là sihon King nó nằm ở phía bên tay phải và kinh ga cự của nó là 6 man 3 sen. Chính vì vậy cho nên chúng ta cũng ghi vào phía bên Kashikatao của sihon King cái kinh ga cự là 6 man 3 sen. Tiếp theo là chúng ta ghi cái Kanjo Kamoku đối xứng với sihon King ở đây là Someiki và cái ngày tháng ở đây là ngày 31 tháng 12 thì cái thao tác này nó chính là cái việc mà chúng ta tiên kỳ nếu mà bạn nào quên thì xem lại bài 6 giúp mình nhé đến đây thì chúng ta thấy là phần bên Kashikata tổng cộng là 76 man 3 sen cho nên chúng ta cũng ghi vào phần Karikata 76 man 3 sen để cân bằng hai vé Vậy thì ở đây cái kinh cơ cử 76 man 3 sen này nó chính là cái gian đa cao của Sihon kinh tại thời điểm kỳ cuối của niên độ hay nói cách khác nó chính là Kimatsu Sihon và chúng ta luôn có cái công thức đó là kimatsu si hồng bằng hồng cộng to ki ki nếu mà bạn nào quên thì mở lại bài 4 xem giúp mình nhá và cụ thể ở đây nó bằng 70 man cộng 6 man 3 sen bằng 76 man 3 sen và tương tự như vậy thì cái gian đa ca này nó sẽ được chuyển tiếp sang đầu kỳ sau nên người ta sẽ ghi ở đây là jiki và chúng ta có tổng hai vé là 76 man 3 sen và cuối cùng là chúng ta sẽ ghi cái gian đa ca của Shi Hong vào đầu kỳ mới, tức là ngày mùng 1 tháng 1. Cũng giống như các cái con khác thì cái gen kỳ Kurikoshi của Shi Hong nó cũng nằm ở phía bên Kashikata đúng với cái vị trí của nó ở trong cái bảng Thai Shak Shohio Và các bạn chú ý là cái di kỳ Kurikoshi và cái gen kỳ Kurikoshi thì nó luôn luôn nằm ở hai vé đối xứng với nhau nhé các bạn nhé. Như vậy là đến đây chúng ta đã hoàn thành xong cái yêu cầu của đề bài đó chính là Motocho no shimekiri". Vậy thì mình giả sử đầu bài họ có thêm một yêu cầu đó là Kurikoshi Shisang Hyo Sakse Shinasai. Thì các bạn sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên là chúng ta có cái bảng Kurikoshi Shisang Hyo, nó giống với các bạn JANDAKA Shisang Hyo. Đó là nó cũng có hai vế Karikata Kashikata và ở giữa là Kanjo Kamuku. Vậy thì các bạn hiểu rằng là Kurikoshi sang hiểu ở đây nó chính là một cái bảng liệt kê các số dư còn lại của các cái căn thuộc bảng thai sách thay soi hiểu tại cái thời điểm cuối kỳ. Tức là cái giá trị số dư của kỳ cũ nó sẽ được chuyển sang kỳ mới thì người ta sẽ ghi vào cái bảng curricosis sang hiểu này. Vậy thì đầu tiên chúng ta thấy phần sang bao gồm có gainking, sioking, rica king, số hình và bình hình. Các bạn thông cảm là do cái slide độ nó nó bé cho nên là mình không cho được cái bì hình vào đây Các bạn có thể xem ở cái slide độ trước nhé Đầu tiên là genkin các bạn thấy cái phần số dư của nó được chuyển sang kỳ mới ở đây là 16 man đúng không ạ Và genkin thuộc si sang cho nên chúng ta sẽ ghi 16 man này vào cột của Genking vào phía bên Kalikata Tiếp theo đó là Fushio King thì ở đây gian đa cao của Futsuking được chuyển sang kỳ mới ở đây là 11 man và tương tự như vậy thì Futsuking cũng là xi sang cho nên chúng ta cũng ghi vào bên Calicatta. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ ghi số dư của các cái khoản mục thuộc phần xi sang vào dãy hàng tương ứng của nó. Ở đây thì chúng ta có là Udika King bằng 27 man 3 sen, Shohin 20 man và cuối cùng là Bihin 30 man. Tiếp theo là chúng ta sẽ xét đến phần Fusai và Shihon Đầu tiên là các bạn nhìn thấy cái gen kỳ Kurikoshi của Kai king ở đây là 20 man và nó nằm ở phía bên Kashikata cho nên chúng ta cũng ghi tương tự như vậy vào các bạn Kurikoshi Shisang Tương tự như vậy thì số dư của Karide King ở đây là 8 man và Karide King thuộc Fusai cho nên nó cũng nằm ở phía bên Kashikata. Và cuối cùng đó là Sihon King ở đây bằng 76 man 3 sen bước cuối cùng đó là chúng ta sẽ cộng tổng hai vé kashikata và Karikata. Và hai vé này thì nó luôn luôn bằng nhau, các bạn chú ý nhé Như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau tìm hiểu xong hai phần trong cái chuỗi kết sang, đó là kết sang Yobi Teshiki và kết sang Hon Teshiki. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu nốt phần còn lại đó là giai mượn Shohi no Sakuse. Vậy thì quay lại cái ví dụ vừa rồi chúng ta đã hoàn thành xong được cái bảng Kurikoshi Shisang và Motocho no đối với cái căn dồ đó là Songeki. Vậy thì ở đây giả sử đề bài họ cho thêm một yêu cầu đó là Songeki ke sang số tốt thai sạc no Sakse thì chúng ta sẽ làm như sau. Từ cái bảng Kurikoshi Shisang các bạn bê nguyên cái vế Shisang các bạn cho nó vào cái bảng thai sạc tai tương tự như vậy các bạn cũng lấy vế phước sai ở bên Kurikoshi sang hiếu các bạn cho vào phía bên thai sắc tay và cái phần còn lại đó chính là si kinh thì các bạn lưu ý là si kinh ở cái bảng Kurikoshi sang hiếu nó chính bằng kisu si hồng cộng thô kỳ và bằng 76 man 3 sen còn si kinh ở cái bảng thai sắc tay ở đây nó chính là kisu si hồng và kinh ngắc cự ở đây là 70 man tiếp theo là họ sẽ ghi thô kỳ bằng 6 man 3 sen và tổng hai cái này chính bằng 76 man 3 sen, tức là kim mắt si Hồng ở trong cái bảng Kurikoshi Shisang Cuối cùng là chúng ta có tổng hai vé Karikata và Kashikata bằng 104 man 3 sen. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong cái bảng Tai Shaka Show Và sau đây chúng ta sẽ tiến hành tiếp sang cái bảng Songeki Keishang Vậy thì ở cái slide đầu trước thì mình đã có giới thiệu với các bạn rằng là khi mà kết sang thì người ta sẽ chuyển đổi các cái khoản mục thuộc cái bảng sông kê sang sổ sang một cái con mới đó là sông đúng không ạ? Chính vì vậy cho nên chúng ta chỉ nhìn cái mô tô của sông là chúng ta có thể nắm được là Hiyo là bao nhiêu và Siu là bao nhiêu đúng không? Vậy thì cái phần Hiyo trong cái bảng sông kê sang sổ chính là các cái khoản mục đã được liệt kê trong cái con dô sông và cụ thể ở đây chúng ta có là Kyuryo bằng Kyuman Yonsen Tsushin hi san zen Shiharai yachin ni sen Và Shiharai ri soku sen e. Tương tự như vậy thì phần shueki chúng ta cũng có là số hình bai bai ki ju sen và uketori te shiryo san sen e. Và cuối cùng chúng ta có to zendeki ki chính bằng shueki trừ đi phần hiyo và bằng 6 man sen. Và các bạn thấy tổng hai vé đã bằng nhau đó là bằng 16 man 3 sen. Và đến đây là chúng ta đã hoàn thành xong cái việc đó là tạo bảng song ikike sang sổ. Như vậy là mình đã vừa cùng các bạn tìm hiểu xong bài 8 kết xong. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi tóm tắt lại nội dung của bài ngày hôm nay. Đầu tiên là các bạn hãy nắm cho mình cái khái niệm về kết xong. Tiếp theo đó là các bạn hãy nhớ xem làm cách nào để chúng ta lập nên được cái bảng si sang hiệu. Và có những cái thao tác nào cần phải làm khi chúng ta si đi một cái mototo. Và cuối cùng rất là quan trọng đó là cách để lập nên các bạn sông Ekike sang sổ và thai sắc tai, tai show hill. Ở bài học tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn phần gen kinh tổ yô kinh. Và nếu mà bạn nào có kêu mi về tìm hiểu tài chính cũng như là cách đầu tư chứng khoán thì các bạn hãy xem phần mô tả ở dưới video và kích vào đường link đăng ký kênh để theo dõi các video sắp tới của mình nhé. Thân ái và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.